tối 13 tháng 10, tại Buôn Bản Cấn Thượng, Buôn Bản Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khi đối tượng Đỗ Văn Đạt 1988 bắt dao chém ông Hà Danh Hùng trọng yêu quý và ông Đỗ Ngọc Lực tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đã vào trong buồng cố thủ, phải mất nhiều tiếng sau công an mới khống chế được anh ta. Theo lời một nhân chứng cho biết, ở địa phương, Đạt là người có bộc lộ về vấn đề thần kinh. Bố mẹ đều mất sớm nên Đạt sinh sống cùng vợ trong ngôi nhà nhỏ tuổi gần chợ Buôn Bản Cấn Hữu. Ngày 13 tháng 10, Đạt cùng người thân làm giỗ cho bố đến cuối giờ chiều, sau khi uống rượu bia hắn vào nhà nghỉ ngơi. Trong lúc này, một số người họ hàng ngồi rỉ tai có nhắc đến vấn đề đưa anh ta vào bệnh viện tâm thần Ba Thá huyện Ứng Hòa, Hà Nội để chữa trị do thời gian này, bệnh tình của y tái phát. Khi nghe được buôn bản tin trên, đối tượng nổi điên trong người, phá hủy đồ đạc trong nhà và vác dao gắm dung lên chém mọi người. Phát hiện sự việc, ông Đỗ Ngọc Lực báo cáo căn ngăn, khuyên giải liền bị nam nghi phạm dùng dao gắm chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Còn ông Hà Danh Hùng hàng buôn bản của Đạt, chạy thanh lịch để căn ngăn cũng bị đối tượng dùng ác ôn khí chém bị yêu quý ở phần cánh tay. Sau khi gây án, hắn mang theo ác ôn khí chạy vào nhà đóng cửa và cố thủ bên trong. Phát hiện sự việc, người dân đã buôn bản báo với cơ quan tính năng địa phương. Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 13 tháng 10, sau khi đi ăn dỗ về, đối tượng Đỗ Văn Đạt đã phá hủy đồ đạc tại nhà. Ngôi nhà xảy ra vụ án. Ảnh giờ. Nờ. Thấy thế, hai ông Hà Danh Hùng và Đỗ Ngọc Lực trú cùng địa phương, đến khuyên can. Lúc này, Đạt đã dùng dao chém ông Hùng bị yêu quý ở tay và được mọi người đưa đi cấp cứu giúp, còn ông Lực vẫn ở lại kế tiếp khuyên nhủ đối tượng. Sau đó, Đạt bất thần dùng dao chém khiến ông Lực tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, anh ta bắt ác ôn khí đóng cửa cố thủ trong nhà. Nhận được tin báo, công an huyện Quốc Oai đã gấp rút cử lực lượng xuống hiện trường để vây bắt đối tượng. Sau khi phá cửa chính xông vào, lực lượng công an bị Đạt dùng dao chống trả quyết liệt và kế tiếp chạy vào buồng trong cố thủ. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đã khống chế, bắt giữ được đối tượng.